cái đèn lên chị. Bước này là bước sát khuẩn, đi điện tiến sát khuẩn nha mọi người, giúp cho da nó kháng viêm, nó khô cái còi mụn lại. Đó là cái sát khuẩn mọi người thường sử dụng là cái nước muối sinh lý hoặc là bovinin, thì bên mình thì sử dụng sát khuẩn bằng cái này nha. Cái gì mà để cái mái tóc cái gớm vậy nhau đang uống hả? Không, em cắt gì à? Đắng nha. Trà nó đó. Cái vòi nó bị bể khúc không lên luôn á. Bưởi á, nó sát bưởi rồi. Ăn nhiều không? Ăn ít mà. Nhìn tướng ăn chị biết rồi. Mà tướng Hạnh nhà chị nó cũng ốm giống em vậy, mới ăn nhiều nữa sao? Đã ăn nhiều bởi vậy đúng không? Phải thật chữ nữa. Tao cũng khét mà. À vậy hả? Quẩn hơi nhiều hết sáng hả? Nhiều
Hôm nay có sức dưỡng hôm nay của sáng. Tự nhiên lúc tối mở dưới tôi nghe xong là ngủ hồi sau mà đè lên gọi điện thường tâm tách chữa mà lúc đấy là 1:30 tôi đang ngủ ngon lên cái tu mở ra mở mắt ra thì thấy đang gọi điện thường tâm mà nó đổ bắt máy hả? Nó chưa kịp bắt máy thì em tắt rồi. Em mới nghe tút 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 lại dậy quên hẹn với nó quên uống rồi quên đó rồi. Nó nhắn tin cho vợ tôi hả? Hãy cho nó đi qua bên quán đó mà. À, quán quên nó đây. Em lên nằm nằm rồi em mới nhớ. Mà sợ à, ý là sao mà gọi cho nó mới hay chứ. Tại vì nó số của nó nằm phía dưới rồi. Vô danh bạ đó. Không. Tin nhắn. Thì đấy, cái đoạn tin nhắn đấy thì em bảo là nó nằm ở dưới là sao mà có thể gọi được hay thật đấy. Hơn là gọi cho nó thì gọi người cho người yêu cũ cái mắc cười dữ. Nghe tiếng ngáy của Hoàng. Khó. Ủa chị Hoàng cũng ngáy hả? Không nghe chóc chép gì. Có nút chuột chuột không? Chị ngủ rất là yên ổn nha. Rửa mặt thôi đụng nó là cũng đau. Đợt chị bị thâm là do nó nó lắm. Thì nó biêu biêu lên á. Tức quá nặng luôn. Thâm quá trời thâm. Xong cái cục mụn ảnh thì đâu có đụng nó đâu. Nó tự nhiên nó hết. Thôi mà chị yên, yên bề thì đi. Nó hết đấy. Thế tự nhiên không đụng nó mà. Thì thời gian khoảng 1 tuần sau tự nhiên nó hết. Thì mình thích một chất lượng thôi á. Nó rớt là chị không phải gì đâu. Cô đem xuống cho Hạnh chưa? Em rồi, nhưng mà miếng nào? Có tủ lạnh rồi đúng không? Em có. Ủa, sao? Có cái con gì à? Ngoài nó mới uống hả? Sao gì?
Ai bệnh? TikTok hay gì? Ai bệnh? Ý là ai? Ai? Bida. Bệnh gì? Em không biết. Đi làm biển. Ghê vậy? Làm biển mình làm TikTok nha. Sáng nào không lấy đó. Nghe có gì sai không quên. Giờ chạy vô coi tàu gì làm không? Coi có bị nghỉ không? Rồi nằm như vậy tầm khoảng 15 phút nha. Quay luôn hả? Lại về cái tập khác bài hả? Ừ. Em mà con bé đã rất là chị hả? Con chị đâu có sao không? Quen. Chứ mà chị cũng chạy dưới đất nè. Bất tỉnh luôn ha. Cái gì không à? Bất tỉnh như con mắt vậy. Ngon nhỉ? Ngon. Ừ? Ngon. Ừ. Sao nó đã nóng rồi ta? Bự chứ.